Đây là một tầng hầm bí mật, nơi mà tôi đang cất giấu những đồng tiền rất bí ẩn. Nhưng những đồng tiền ấy là những đồng tiền trong sạch. Đây là một nơi tầng hầm. Tôi sẽ dẫn các bạn lên nơi mà tôi cất giấu những đồng tiền hôm nay tôi sẽ lấy. Chuẩn bị đến phòng mà tôi đang cất những đồng tiền bí ẩn. 1801. Hôm nay tôi sẽ kiếm đồng tiền ở đây. Đi đi cho xem cái nội thất của cái phòng này đã. Chị để tí em tính sao? Chị cứ lo cái gì? Còn tủ trước. Lo hết này, lo tinh của em nhé. Rồi. Cũng lo tinh là trước đi. Xem cái phòng này có bừa bộn nữa không? Phòng này cũng đồ cũng bừa bộn. Không rác được trước thôi. Thôi tiến hành nào. Đây. Đây, giờ sẽ cho các bạn biết hồi sáng của tôi kiếm tiền ở một kho báu này. Giờ bắt đầu mới xong. Đây nội thất, phòng bếp. Đây là tủ lạnh, nhà nội thất toàn tủ. Đây là bếp. Đây là vị trí phòng khách. Bên này, đây là tủ. Tủ quần áo. Đây. Toàn tủ quần áo. Thiết kế mỗi căn một thiết kế khác nhau. Đây là BG Group. Hình gia chủ nữ thì đây. Ba phòng ngủ. Đây bên này là một phòng khách. Đi ấy. Đấy, một phòng khách. Nhà nội thất tủ rất nhiều. Toàn tủ. Rất đẹp. Còn đây là một nước mà nó lại. Đây phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh. Bên đây là phòng ngủ. Cái gì? Rẻ hả? Đây. Đây. Ngoài nội thất của phòng này. Mỗi nơi có một sự khác biệt khác nhau. Đây là căn 22 tầng. Còn trước mặt tôi là tôi đang quay, đây là cái gương. Cái này là tủ, cũng là tủ quần áo. Cũng là tủ quần áo. Dưới tủ là một bóng đèn chiếu sáng. Đây, tất cả đều là ngăn tủ. Tất cả đều là tủ. Đây là phòng vệ sinh. Đây là bồn tắm. Đây đường đi vào. Chỗ tôi đang đứng là phòng vệ sinh. Đây là phòng khách. Đứng đây được nhìn được cả thành phố Hải Phòng. Gần được thành phố Hải Phòng. Trước mặt cái tòa cao tầng kia là Vinhome 45 tầng. Vinhome Cầu Bính. Việc gì? Bắt đầu cho giày dép ra ngoài luôn rồi. Đúng rồi. Giờ anh về Hà Nội à? Dạ. Giờ anh về Hà Nội à? Giờ em về Hà Nội không? Thế là cái này bàn giao đấy hả? Ừ, hôm nay thì bàn giao cho anh chị thôi. Đây là... Anh là gì nhỉ? Anh là quản lý nhỉ? Hay là giám đốc? Tổng thiết kế. Tổng thiết kế, đây là tổng thiết kế căn nhà này. Tổng thầu. Tổng nhà thầu. Thiết kế căn nhà này rất đẹp. Anh tên gì nhỉ? Hòa. Anh Hòa. Công ty gì anh? 349 Design. 349 Design ở Hà Nội. Đấy, thiết kế căn nhà này. Đây là một bếp, đây là một tủ hầm. Đấy, thiết kế rất độc đáo. Các bạn thấy chưa? Thiết kế rất độc đáo. Dưới đây là một tủ hầm nữa. Đấy, để xe xin đồ. Mở thêm cho anh. Nhưng chưa bật bóng điện thôi. Bóng điện, bật bóng điện thì rất đẹp. Thiết kế của căn nhà thì rất đẹp. Hoàn mỹ luôn. Đấy. Rất đẹp nha. Đang làm đây là căn 22 tầng ở BG Group. Đấy, lần sau tôi sẽ cho các bạn xem những căn tiếp theo. Khu chung cư 22 tầng rất đẹp.